tình yêu em như lúc ngồi đó, tình yêu em ta và biển đó. Hòa bình ơi, hòa bình ơi, sao em nỡ lòng kẻ đời người, sao em nỡ người về đây xin mẹ ơi tặng người yêu vui trong lúa mới. Tôi đưa em đi về, tôi đưa em đi về xây lại tình yêu. Hòa bình ơi, chờ trong nhau như con chờ trong nhau như gió mùa, chờ trong nhau nắng đêm tình quê. Ba mươi năm trời khổ đau nhiều người, về đây ơi, về đây ơi. Sáng sớm con sao bự trời bá luôn. Ai thấy sao không? Đó. Vợ sợ mà chồng sợ. Má thấy sao chạy vô nhà mất tiêu rồi. Không sợ, sợ. Đó. 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 Sao bự dữ sợ chứ? Đó. Vợ sợ mà chồng cũng sợ nè, thấy chưa? Ở trong rác đi. Má bao giờ sợ quá chạy vô nhà trốn luôn nè. Sáng sớm nay ông ba bắt sao, má cũng sợ, mình cũng sợ quá. Có ông ba là không sợ sao thôi. Ông ba không sợ sao, ông cứ ngại ông nhát ông má không à. Ông má sợ ông ngồi đây nè. Ông ba suốt ngày ông nhữ ông má rồi. Cái này trên vai trái quá trời luôn. Mà cũng sâu cũng ghê lắm. Nó bữa mấy con thằng lặn nó ăn sâu hết trơn đó mà. Tại vì mấy con sâu này nó bò lên mấy cái lá, lá cuối cùng á, này con thằng lằn nó bò lên không được chứ nó ăn hết á. Thằng lằn, thằng lằn ăn tiệm ăn dữ lắm á, mà mấy bà mấy bà sao để bắt khâu lắm, mọc nó tìm lên mấy cái lá dưới tán lá nó bò lên không được thôi à. Thôi đi, thôi được rồi ba. Hello. Xin chào. Xin chào tất cả ông quý khách thân thương. Hôm nay có người em thân thương ở Ách Trinh Tà xuống nhà chơi ăn bữa cơm cho vui thân mật. Ăn ăn cơm nhà quê. À cơm nhà quê. Dạ rồi. À cá chiên. Cá chiên là nhất quả. Đúng rồi. Chung chung. Ăn đơn giản thôi chứ. Đơn giản mà rất là ngon nha. À mưa quá sao nó nhấp nó vô vô. Thấy sao rồi, thấy sao rồi, lấy sao rồi. Hút khách nữa cho Mỹ luôn rồi. À, hello chị Hương, đây là ai đây, chị Hương. Không đang phim nữa hả? Dạ không có, đang quay phim thôi. Em quay cái gì? Rượu sake. Sake của chồng. Khởi ra con, khởi ra đi. Khởi ra con. Không mở quá. Thì tôi canh nữa rồi, ăn tôi canh nước. Ừ. Không cho anh cài nữa, cài lại cho nó. Lấy đũa, lấy đũa. Tất cả sống mở cho mình cài ra, cài ra. Món mình dặn được mà. Dạ là nó. Cái này mình bỏ chứ đường chứ muối trộn vô ăn ngon nấu. Không thành, ngon thành. Trừ tử rồi luôn. Được rồi, thấy được rồi. Đi. Ông hỏi đâu xưa. Được rồi. Cái chứ lại kho bánh tiêu em à, bánh tiêu rồi quá. Mưa mà. Bánh tiêu. Trời mưa mà. Bánh tiêu. Hôm nay trưa quá chừng rồi thôi. Đi. Ông chưa giặt. Ông chưa giặt dở lắm. Anh cái thằng. Hồi xưa là phải giặt bánh tiêu, nó chưa giặt nữa. Ừ. Em tự nhiên đi. Đi được ngon rồi. Ơ, giỏi vậy. Hay quá. Chú cho hành hương rượu không? Mở cửa ra. Hello Ryan. Ryan sao hết không? Cái đó
Uống xíu thằng này, uống không, luôn không, không, không để. Rồi, chúc mừng. Rồi. Chúc mừng. Uống không? Uống không? Sao, uống bia rồi. Ê, ê, bước ra. Này ra, kéo ra khăn. Đường lớn này. Trời, lớn này lớn. Lớn là... lớn đẹp trai quá đi. Chào ông. Chào ông. Bằng mùa nuôi. Mà tập có tiếng tiếng Việt nghe. Tập nuôi mình ngờ ở khỏi chồng gì nó cho ăn không. Chứ không có quay nha. Nó quay tiếng Việt. Không có nữa. Anh nhìn đây chứ bánh. Cái gì á, không lấy cho bò cái gì á. Tôi lấy đâu, để đó. Đây, cái gì đây? Cái gì đây, gắp xương. Ăn bữa vô lỗ bữa cài. Không, không muốn tập. Không muốn tập. Lỗ bữa cài là lỗ cho em á, em ngồi ăn bữa cơm nè. Em đi trẻ nó phiền em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh của em đồng hồ anh bất điện. Sang anh điện á. Lúa dài ra xong điện. Lúa dài ra điện liền. Chứ còn ăn vì ở đây là 10 giờ họ chứ mở quán. Đúng không? Không mau tống rưỡi mở quán. Thế? Tống rưỡi. Tống rưỡi thì anh với em đi ăn xong rồi anh bờ ông đi ăn đi ra quán ăn đi. À ý anh nói là vậy đó. À. Mỗi ngày mới đi làm thế đâu. Mới ăn xong đi làm rồi. Mới 1, 12 giờ kêu mới về. Rồi đó hả? Dạ. Vậy đó nó luôn là 1 giờ. Ồ vậy hả? Thì 4 người thôi ăn được đâu. Vẫn chừng mấy người ăn. Không phải là ăn. Bây giờ thì ăn rồi không đi không? Ăn rồi đi làm. Không, tôi ăn bên đây không được chứ mình cho con ăn không được. Em đổ cho tôi mới được, em không được. Đóng đồ mà chứ em được. À, mấy người ăn luôn, ăn được chứ là. Đồ có đóng rồi không ăn được. Ủa này. Tôi qua đây tôi khoái, tôi qua đây tôi khoái ăn cái món này nè, ăn đơn giản thôi. Đó hả? Món gì? Một cái món cá kho tộ. Kho tộ rồi. Và một cái món canh chua cá. Hai món đó thôi là anh ăn bữa cơm ngon lành rồi. Ở đây món hả? Mấy cái tiệm nhà hàng á ở đây á. Ăn cả hai món, ăn kho tộ lắm, kho tộ lắm. Ở bên trong tích nhỉ? Kho tộ là ngon rồi đúng không hả? Ăn nó mặn mà. Cá kho tộ rồi canh chua, canh chua cá rồi ăn nó ngon lắm. Không gái. Nào, ăn nhiều nhiều. Kêu ra món này ăn thôi. Đó hả? Nào. Thì bố cháu đi ăn đã rồi tính sao từ đấy bố đầu coi như đi đầu mấy tiếng rồi cái nghỉ ngơi cái này nọ rồi anh cứ dặn nãy rồi đó bóng dặn rồi đó chú Khanh rồi đó đi sao cũng lắm bóng tiếng rồi uống đi cà phê rồi gái cho bố đó cái thằng bữa tôi đi anh tôi uống nó còn coi đâu để sang ăn ở trong nghệ thuật uống nửa tiếng hồ đúng không? Ấy đó nên mình bổ vệ chỗ đó mình dạy cho. Bởi vì cậu uống gần không cho đi. Ờ, cũng đang dạy đâu. Cậu uống gần á. Bởi vì nó được không? Hello, chào tất cả quý khách. Thân yêu, có người em cái dĩa thông thương đến nhà chơi. Sau đây, ở Việt Nam gọi là Xuyên Linh, giấy tờ là Mai Linh. Chúc mừng tất cả các bạn được hạnh phúc, không có nhập hội được. Đêm trong đèn tôi biết những chuyện xưa bọn ngày ai nói tôi chơi nỗi bóng trên thầm đôi đầu xanh đón nhau khi bình yên gọi tay nhau tàn nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh bao đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh nghĩ gì là xa thời gian tan vỡ thôi tuổi đã mỗi người buồn xa xôi càng thêm nhớ thương thương nhớ còn giờ còn một bóng với tròn niềm thương mong biển biển ngọn bóng đêm từng cơn gió đông anh nhớ tôi mà
nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu, đêm mưa hay mùa ngào, lòng về thì mùa miêu ăn tình mãi anh. Mà đời là dưới nước vô tình vắng em thôi, tiếc gì cũng xa rồi.